Một thẩm phán ở Illinois đã cấm cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang này, theo Bloomberg ngày 29 tháng 2. Đây là bang thứ ba áp đặt lệnh cấm như vậy đối với cựu Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thẩm phán quận Cook Tracy Porter cho ông Trump thời hạn đến ngày 1 tháng 3 để kháng cáo. Ông Trump đã trình đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Mỹ. Quyết định cấm ông Trump tranh cử sơ bộ được thẩm phán Tracy đưa ra dựa trên một điều khoản trong tu chính án 14 của Hiến pháp Mỹ được gọi là điều khoản nổi dậy. Đây là một phán quyết vi hiến và chúng tôi nhanh chóng kháng cáo, người phát ngôn của cựu Tổng thống Trump, ông Stephen Jones tuyên bố. Vào tháng 12 năm 2023, Colorado trở thành bang đầu tiên gạch tên ông Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ, tiếp đến là bang Maine. Tòa án tối cao Colorado ngày 19 tháng 2 năm 2023 tuyên bố ông Trump không còn đủ tư cách để tranh cử tổng thống. Đây là lần đầu tiên một tòa án sử dụng điều khoản nổi dậy để loại một cựu tổng thống ra khỏi đường đua vào Nhà Trắng. Cuộc chiến pháp lý chưa từng có tiền lệ đang được xem xét bởi Tòa án tối cao Mỹ, nơi đã lắng nghe những tranh luận xoay quanh phán quyết của bang Colorado. Ông Trump lập luận rằng ông không tham gia vụ bạo loạn Điện Capitol thông qua việc cố gắng đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tại các cuộc tranh luận ở Washington, các thẩm phán dường như đã sẵn sàng đứng về phía ông Trump. Những thẩm phán theo chủ nghĩa tự do và bảo thủ đều đặt câu hỏi liệu Tòa án tối cao Colorado có quyền cấm ông Trump tham gia bầu cử sơ bộ với lý do ông tham gia một cuộc nổi dậy hay không. Hôm 28 tháng 2, Tòa án tối cao Mỹ thông báo sẽ xem xét đề nghị của ông Trump về việc cho phép ông được hưởng quyền miễn truy tố hình sự trong vụ kiện liên quan cáo buộc tham gia bạo loạn Điện Capitol.